Xin chào mọi người, hôm nay công ty Sơn Dung xin giới thiệu dòng lưới cắt nhôm thương hiệu Kanefusa Nhật Bản. Thì thương hiệu Kanefusa này mình nhập về hai tiêu chuẩn chất lượng nha. Một loại là bên tay phải đó, cái hộp màu xám là tiêu chuẩn sát rồ, tiêu chuẩn cao cấp nhất của hãng Kanefusa. Còn loại bên tay trái là tiêu chuẩn 2 mát, là tiêu chuẩn phổ thông của hãng Kanefusa ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở đóng gói từng cái loại cho các bạn phân biệt ha. Rồi cái loại sắt rồ màu xám này ha, cái này là mặt sau của cái hộp này. Rồi cái này mặt trước của hộp này có để chữ sắt rồ này, thấy chưa? Đó. Thì cái này cái hộp người ta làm khác ha, cái hộp nó làm mở ra nó có cái đồ dính ha, đó, nó dính lại ha. Rồi. Đây là hãng Kanefusa ha, thì hãng này trụ sở ở Nhật Bản nha các bạn. Đó. Rồi còn lưới thì đây là thương hiệu Kanefusa nè, tiêu chuẩn sáp rồ nè ha. Còn hàng là mình nhập là hãng sản xuất ở Indonesia nha. Đó. Rồi tiêu chuẩn phổ thông là cái loại đóng gói màu xanh lá cây này ha, cái này là một mạch nè. Rồi cái mạch này để mở ra nè, cái này đóng gói hơi khác chút, cái này lại bằng bằng dây cột ở đây ha. Đó, Kanefusa có cái đặc điểm là dùng cái dây cột ở đây dễ phân biệt ha. Đây là thương hiệu của Kanefusa nè ha. Đó, Kanefusa tiêu chuẩn là 2 mát nè ha. Đó. Đó. Thì giới thiệu với các bạn là hai loại tiêu chuẩn lưới cắt nhôm của cùng một hãng nha, bên mình nhập về. Đó, thì loại màu xám sáp rồ thì giá cao hơn một chút. Đó, tùy theo nhu cầu của khách hàng mà mình sẽ tư vấn cho khách lựa chọn loại nào nha. Rồi các bạn có cần lưới cắt nhôm của Nhật Bản chất lượng cao thì liên hệ công ty mình nha. Bên mình cung cấp rất là nhiều kích thước từ 255, 300, 350, 400, 420, 450, 500, 550 nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình.